Thưa quý vị và các bạn, năm học 2016-2017 vừa mới bắt đầu. Bên cạnh sự hân hoan vui mừng của các em học sinh, thì vẫn còn đây đó những nỗi băn khoăn trăn trở của các bậc phụ huynh và của toàn xã hội, đơn cử như vấn nạn bạo lực học đường. Và hệ lụy của hành vi bạo lực học đường đã trở nên hiện hữu rõ nét hơn. Và đây là một hồi chuông cảnh báo cho những ai thực sự quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước, đó chính là thế hệ trẻ. Và chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn qua phần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Điệp, quý vị nha. Bạo lực học đường là vấn nạn đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng trở nên trẻ hóa. Tình trạng này xuất hiện ở tất cả những cấp học, lớp học và giới tính khác nhau. Đối tượng của bạo lực học đường không chỉ là học sinh với học sinh mà còn giữa giáo viên đối với học sinh, tác động trực tiếp đến thể chất và gây hậu quả nghiêm trọng đến tinh thần của các em. Nguyên nhân của bạo lực học đường thì có rất nhiều, trong đó có nguyên nhân về sinh lý, nguyên nhân về tâm lý và xã hội. Thứ nhất đó là cái nguyên nhân về sinh lý, cái thể chất nó chưa phát triển, có đủ sức mạnh để cơ bắp để gây hấn, để đánh đập hoặc là các bạn khác. Thứ hai, sự giáo dục, tức là bố mẹ chúng ta nhiều khi trong cuộc sống mải mê những công việc mà chúng ta không để ý đến con cái, giao phó việc học tập ở trường cho các thầy cô, cho nên là không để ý chúng con cái chúng ta đến trường chúng ta học gì làm gì, và chúng nó kết bạn với những bạn bè xấu và đánh đập bắt nạt các bạn khác. Cái nguyên nhân tiếp theo của bạo lực đường đó là cái tính bồng bột và thiếu kiềm chế ở các trẻ học sinh, kết băng đảng, kết bè nhóm để bắt nạt các bạn yếu hơn để thể hiện mà các em đã trưởng thành. Vấn đề bạo lực học đường thì nó gây tác hại rất là nhiều cho những nạn nhân. Về sức khỏe thể chất thì chúng ta thấy là các em có thể bị cào cấu, bị đánh đập, gây thương tích, phải nằm viện hoặc nhiều trường hợp có thể tử vong. Về sức khỏe tinh thần thì nó để lại hậu quả rất là nhiều và nặng nề. Các em khi đến trường cảm giác sợ hãi, tâm trạng nào cũng lo lắng, căng thẳng, không tập trung vào học hành được. Nhiều sinh có thể mắc những chứng bệnh như trầm cảm, lo âu bởi vì căng thẳng đối phó với những cái bạo lực học đường như vậy. Trước hết vẫn là sự giáo dục, bố mẹ cần quan tâm hơn đến con em của mình, các thầy cô giáo ở trường cần gương mẫu, và khi mà các em nào đó có những hành động bạo lực thì chúng ta cần phát hiện sớm và xử lý sớm, ngăn chặn kịp thời. Là chúng ta cần phải dạy dỗ cho con em chúng ta các kỹ năng sống, các cái kỹ năng tự vệ. Chúng ta không khuyến khích các hành động bạo lực trong gia đình, bố mẹ người lớn hoặc anh chị em gương mẫu không có xử lý đánh đập nhau trong gia đình. Thứ hai là chúng ta hướng dẫn cho các em là các kỹ năng, ví dụ như gặp phải trường hợp bị bạo lực thì chúng ta cần phải mạnh dạn nói chuyện với bạn đó, hoặc là chúng ta nói với thầy cô giáo hoặc báo cáo với bố mẹ để gia đình thầy cô có biện pháp giải quyết, chứ không được sợ hãi giấu giếm đi những chuyện đó thì sau này để ra những hậu quả rất là đáng tiếc. Đó là những cái vấn đề, một số ý kiến về cái bạo lực học đường hiện nay. Các loại chum chè có xuất xứ từ các lò gốm nổi tiếng của Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia.